Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình S hôm nay phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, uống rượu là hình ảnh quen thuộc trong những bữa tiệc của người Việt. Tuy nhiên, việc chuốc rượu nhau đến mức say mất kiểm soát lại là những hình ảnh chưa đẹp và trở nên phổ biến nhất vào dịp Tết đến xuân về. Việc này đang gây ra những hậu quả như thế nào? Và chúng ta cần nhìn nhận việc chuốc rượu là văn hóa hay hủ tục? Đó là nội dung của S tiêu điểm ngày hôm nay. Thưa quý vị, Việt Nam là quốc gia có nền văn minh lúa nước, trong đó rượu trắng được làm từ gạo và được coi là vật lễ để thờ cúng tổ tiên. Rượu cũng là loại hình kinh doanh có hiệu quả nếu như chúng ta biết khai thác đúng cách. Tuy nhiên, nếu lạm dụng quá mức thì sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Và để bàn luận về vấn đề này, chúng tôi đã mời đến trường quay ngày hôm nay Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Hương Trà, Phó trưởng khoa xã hội học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Xin chào MC Hải Linh, xin chào quý vị khán giả. Vâng, rất cảm ơn chị đã đến với chương trình của chúng tôi. Thưa quý vị, uống rượu và chúc nhau chén rượu trong những ngày Tết được coi là nét đẹp văn hóa của người Việt. Do đó, mức độ tiêu thụ bia rượu trong những ngày này cũng vì thế mà tăng cao. Và cũng từ đó đã phát sinh ra nhiều biến tướng của văn hóa uống rượu và thậm chí nghiện rượu còn bị coi là một tệ nạn của xã hội. Và trước khi bàn luận kỹ hơn về câu chuyện ngày hôm nay, thì xin mời quý vị theo dõi phóng sự do nhóm phóng viên S hôm nay thực hiện. Không khó để bắt gặp những hình ảnh quen thuộc như thế này tại các quán bia, nhà hàng hay ngay cả vỉa hè. Trong những ngày cận Tết, lý do cho các cuộc rượu càng trở nên hợp lý hơn. Chú tất nhiên là vẫn uống rượu bia. Người Việt Nam mình thì cái rượu bia thì không thể nào tránh khỏi được. Có thể là ai cũng nhiều thì ít. Trong xã hội hiện đại này thì mình cũng sử dụng rượu bia là công cụ trong kinh doanh hay làm ăn đấy. Thì rượu bia cũng là cái công cụ để mình giao tiếp với đối tác. Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho biết, tính riêng những người sử dụng đồ uống có cồn tại Việt Nam, trung bình một năm, một người tiêu thụ 17,2 lít cồn nguyên chất, đặc biệt nam giới tiêu thụ 27,4 lít một người một năm, gấp hơn 4 lần mức tiêu thụ trung bình toàn cầu, đứng thứ 2 sau Thái Lan ở trong khu vực Đông Nam Á, đứng thứ 10 châu Á và đứng thứ 29 trên thế giới. Nhà biết là không tốt nhưng có những cái mà việc mà mình cần thì mình vẫn phải đi, vẫn giao lưu bạn bè anh em thì cũng uống một vài cốc thôi. Mình thì là dân văn phòng ấy thì nói chung là thỉnh thoảng thì cũng không thể tránh khỏi là phải uống rượu bia ấy. Ví dụ như là đi tiếp khách chẳng hạn thì mình cũng không thể từ chối được, là khi mà tôi uống rượu bia tôi cũng tham gia giao thông, nhưng mà cũng số lần hiện gần đây thì mình cũng hạn chế thôi. Từ xa xưa, rượu đã trở thành thứ không thể thiếu trong mỗi cuộc vui, ngày hội, đám lễ, không chỉ ở Việt Nam mà còn ở nhiều quốc gia trên thế giới. Trong văn hóa ẩm thực, rượu cũng là thức uống tinh tế đầy mỹ vị. Có thể nói, rượu vốn là một nét đẹp trong văn hóa Việt Nam. Tuy nhiên, tình trạng lạm dụng rượu và các chất có cồn khác đang khiến nét đẹp này trở nên biến tướng. Vâng, thưa tiến sĩ, qua phóng sự vừa rồi thì tiến sĩ có cho rằng là hiện nay người Việt đang lạm dụng quá mức bia rượu trong đời sống hay không? Khi mà họ có rất nhiều cái cớ khác nhau để ngồi vào bàn nhậu, vui cũng uống, buồn cũng uống và thậm chí là không có việc gì cũng uống. Vâng, vừa nãy thì như chúng ta đã xem ở trên phóng sự và như MC cũng đã nói thì chúng ta thấy rằng là có rất nhiều cái cớ để chúng ta uống rượu. Ví dụ như là hôm nay đi tắc đường quá, đúng không ạ? Thế là ké vào đâu đấy để ngồi uống rượu và chờ tắc đường giảm bớt đi, rồi chúng ta sẽ đi tiếp. Hoặc là chúng ta do hôm nay có được ký được một hợp đồng và bạn rủ bạn bè đi để chia vui. Cũng có thể đấy là do chúng ta chơi xong một môn thể thao nào đấy, nóng quá và ghé vào một quán bia để giải tỏa cái cơn khát của mình. Và có thể nói là thêm một lý do nữa, đấy là cái việc mà tìm thấy cái quán nhậu ấy, quán bia ở Việt Nam nó quá dễ dàng. Có thể nói là địa chỉ để tìm là rất dễ, bởi vì đi trên nào vỉa hè cũng có, nhà hàng cũng có, rất là đơn giản. Và thêm vào đó thì cả các bạn nhỏ, kể cả 3 tuổi, các bạn cũng có thể dễ dàng có thể đi mua được cho bố của mình hoặc là cho chú của mình một chút bia hoặc một chút rượu. Đúng là có quá nhiều lý do có thể dễ dàng ngồi bàn nhậu cùng nhau. Thưa chị, như phần đầu tôi cũng chia sẻ, uống rượu hay là chúc nhau chén rượu ngày Tết thì được coi là một nét đẹp văn hóa của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên thì người xưa uống rượu như thế nào và uống rượu và chúc rượu và chuốc rượu thì khác nhau ra sao thưa chị? Vâng, đúng như là MC đã nói thì uống rượu và chúc rượu nó là một nét văn hóa hiện hữu ở cả Nam Châu. Nó không phải là chỉ ở có mỗi Việt Nam mà có thể nói rằng là với mỗi quốc gia và từng vùng thì lại có những cái nét văn hóa riêng cho cái việc chúc rượu. Chẳng hạn như ở Việt Nam của chúng ta thì nâng ly lên và nói là rô này,
rồi có thể là xin chúc mừng, đúng không ạ? Ở các nước mà sử dụng ngôn ngữ là bằng tiếng Anh thì người ta sẽ dùng là cheer để chúc mừng, đúng không ạ? Ở Trung Quốc thì người ta dùng là canbei để nói rằng là chúng ta hãy cạn ly đi. Và có thể nói là ở một khía cạnh khác, xem xét được một cái khía cạnh về mặt văn hóa khác, thì khi mà uống rượu người ta còn lựa chọn cái ly để uống rượu nữa. Ví dụ như chúng ta uống rượu vang thì người ta phải sử dụng cái ly to, miệng rộng để có thể thưởng thức được mùi vị của nó, mùi táo hay mùi nho. Hay là tinh tế hơn thì người ta có thể thưởng thức được cái mùi của cái gỗ thông mà hun khói để mà ngâm rượu. Thế thì có thể nói rằng là cái việc mà chúng ta uống rượu hay là chuốc rượu thì với tôi nghĩ rằng cái từ chuốc rượu ấy, nó là sử dụng theo một cái nghĩa hàm ý xấu, là một cái hành vi ép đối với cả đối tượng mà đang cùng với mình để uống rượu. Thế còn uống rượu thì nó là một cái nét văn hóa mà có thể nói là từ rất xa xưa của chúng ta rồi. Tóm lại thì giữa chúc rượu và chuốc rượu thì sự khác nhau cơ bản nhất là gì? Đấy, với tôi là thứ nhất là về mặt ngôn ngữ cái đã. Đấy là hai cái từ này với hàm ý chúc rượu, đấy là mang cái ý văn hóa về mặt sự tinh tế. Thế còn chúc rượu, đấy là một cái hàm ý xấu hơn. Và thứ hai, đấy là chúc rượu thì nó mang ở trong nó cái ý nghĩa về mặt văn hóa. Còn đối với từ chúc rượu, với cái hàm ý rằng là tôi có thể là chuốc cho anh phải say đi, với cái hàm ý rằng là tôi sẽ có thể làm cho anh là phải bái phục tôi, là cái tiểu lượng của tôi cao hơn anh rất nhiều. Mặc dù là phụ nữ nhưng có lẽ là tiến sĩ cũng rất quen thuộc với câu nói là nam vô tiểu như cờ vô phong. Câu nói này thì thường xuất hiện trên bàn nhậu của cánh mày râu, và theo tôi nó xuất hiện có hai mục đích. Thứ nhất là để ép người khác uống khi họ từ chối, và thứ hai là lấy cái cớ để uống cho thỏa thích. Vậy thì đứng ở góc độ là một nhà nghiên cứu thì tiến sĩ có thể giải thích là nam vô tiểu như cờ vô phong thì được hiểu thế nào cho chính xác? Vâng, với tôi thì tôi hiểu cái ý này theo cái hàm ý khác. Đấy là không phải theo cái nghĩa tiêu cực, đấy là phải ép nhau để mà uống rượu. Mà với tôi thì tôi hiểu theo cái ý nghĩa này, đấy là nam giới khi làm một việc gì đó thì họ lấy rượu làm một cái cớ để thúc đẩy thêm mạnh mẽ hơn cho cái việc ra một cái quyết định nào đó. Cũng có thể đấy là một cái cách để họ làm ấm lòng và có động lực hơn cho cái việc là quyết định là một cái việc lớn. Vâng, thưa chị, mặc dù chưa đến Tết Nguyên đán, thế nhưng mà trong liên tiếp một tuần qua thì Trung tâm Chống độc của Bệnh viện Bạch Mai đã liên tiếp ghi nhận 4 trường hợp tử vong do ngộ độc rượu trầm trọng. Và ghi nhận sau đây của chúng tôi sẽ giúp cho quý vị thấy là đa số các vụ tai nạn những ngày Tết thì có liên quan đến việc sử dụng bia rượu quá mức. Khi mà cái Tết đang đến gần, có lẽ đối với các bệnh nhân đang nằm điều trị tại khoa cấp cứu Bệnh viện Việt Đức Hà Nội, ai cũng mong sớm được khỏe mạnh trở lại. Mặc dù Tết này, họ sẽ phải ở lại trong bệnh viện. Do uống rượu say nhưng vẫn điều khiển phương tiện, nên anh Nguyễn Văn Vương, 31 tuổi, quê ở Nam Định phải nhập viện do tai nạn giao thông. Mặc dù không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng tình trạng gãy xương hàm và chảy máu trong khiến anh phải nằm lại viện điều trị qua Tết. Uống rượu thì không lên lái xe, mà uống rượu thì là phải biết được cái kiềm chế, cái mức độ rượu. Chứ không nên uống quá chén. Thế nhưng em thì nó cũng bảo là thôi thì con đây là cái mối quan hệ làm ăn. Thế thì bây giờ mời người ta mà người ta không uống thì mình không dám uống. Mà họ mời mình mà mình không uống thì người ta cũng không uống. Ngày nay, cùng với việc sử dụng rượu bia ngày càng gia tăng, thì những tác hại của rượu bia lên sức khỏe thể chất, sức khỏe tâm thần cũng ngày càng nghiêm trọng. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, rượu bia là nguyên nhân trực tiếp của ít nhất 30 bệnh. Và nguyên nhân gián tiếp của 200 loại bệnh tật chấn thương nằm trong danh mục phân loại bệnh tật quốc tế ICD-10. Khi mà anh uống rượu mà anh tham gia giao thông thì sẽ dễ gây nên những cái tai nạn mà chúng tôi thường xuyên cấp cứu ở đây. Những cái tỷ lệ mà bệnh nhân vào mà có sử dụng rượu bia và tai nạn giao thông cũng không phải là ít. Và thông thường là tai nạn nặng và nó rất khó khăn cho chúng tôi trong cái việc cấp cứu. Ngoài ra tác hại của rượu bia nếu như anh sử dụng lâu dài thì sẽ gây nên cái tình trạng nghiện. Nghiện tức là cơ thể anh phụ thuộc hoàn toàn vào rượu bia. Tết Nguyên đán đã đến gần, những rủi ro khi lạm dụng bia rượu vẫn là mối lo lớn với toàn xã hội. Vì vậy, làm thế nào để thay đổi văn hóa nhậu và cách uống rượu vẫn là một câu hỏi muôn thuở cần được giải đáp. Thưa tiến sĩ, theo tôi uống rượu không hề xấu, mà tốt hay xấu phụ thuộc vào cách chúng ta uống như thế nào. Nếu như lạm dụng quá mức thì sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và kéo theo rất nhiều những vấn đề mà chúng tôi đề cập trong sóng sự trên.
Vậy tiến sĩ có thể chia sẻ một cách rõ hơn là những tác động xấu của việc uống quá chén hay nặng hơn là nghiện rượu có thể gây ra cho xã hội? Vâng, ngoài những cái tác động xấu mà chúng ta đã vừa mới xem ở trên phóng sự thì có thể nói là bên ngoài những cái việc đấy thì nó có ảnh hưởng rất là nhiều đến các cái vấn đề xã hội mà hiện nay chúng ta đã thấy. Thứ nhất đấy là nó là một trong những cái nguyên nhân gây ra tình trạng bạo lực trong gia đình. Và người mà chịu hậu quả rất là nhiều đấy là phụ nữ và trẻ em. Trẻ em thì có thể là bị bỏ mặc, bị bỏ rơi, bị bỏ đói, thậm chí là không được quan tâm. Và một cái vấn đề nữa đấy là nó có thể là một trong những cái yếu tố làm giảm cái chất lượng của việc học tập cũng như là của công việc. Nó cũng là một cái nguyên nhân gây ra cho cái việc là có những cái hành vi vi phạm pháp luật như giết người, hiếp dâm. Và một trong những cái mà nó khá là ít người đề cập đến đấy là nó giảm cái ảnh hưởng tới cái chức năng tình dục. Bởi vì cái chất lượng của cái tinh trùng nó cũng không hề tốt gì. Vậy để tổng kết cho câu chuyện ngày hôm nay thì tiến sĩ có thể đưa ra những giải pháp làm sao để chúng ta hạn chế một cách tối đa tình trạng lạm dụng bia rượu trong đời sống? Có thể nói là có rất là nhiều những cái giải pháp mà người ta đã đề cập đến, ví dụ như là giáo dục. Tôi cũng đồng ý với cái giải pháp này. Nhưng với tôi thì tôi cho rằng là chúng ta nên tập trung thứ nhất liên quan đến về mặt luật pháp. Đấy là chúng ta phải giám sát một cách chặt chẽ hơn cho cái việc là sản xuất rượu và rượu đảm bảo chất lượng. Thứ hai đấy là việc mà khi chúng ta đã đưa ra luật thì cùng với nó đấy là có những cái chế tài để chúng ta có thể kiểm soát được. Thứ ba là chúng ta sẽ phải làm thế nào để cho những cái người mà sử dụng rượu bia có những cái hành vi để từ chối cho những cái lần, cho những cái cuộc vui mà cái tiểu lượng của mình không đáp ứng được đủ những cái lượng rượu vào trong người. Thứ tư đấy là thậm chí là chúng ta sẽ phải có những cái trung tâm để làm giảm những cái sự căng thẳng, bởi vì một trong những cái yếu tố mà dẫn đến cái việc là người ta uống rượu đấy là do người ta căng thẳng quá và người ta lựa chọn rượu bia để làm giảm bớt căng thẳng, làm giảm bớt những cái nỗi lo cũng như là bực bội. Tôi hy vọng là sau những cái chia sẻ của tiến sĩ trong chương trình ngày hôm nay về những tác hại xấu của việc lạm dụng bia rượu thì người dân sẽ biết cách là kiểm soát bản thân và làm sao để đón được một cái Tết thật là an toàn nhất. Một lần nữa rất cảm ơn tiến sĩ đã dành thời gian trao đổi với chương trình. Vâng, xin cảm ơn ạ. Tiếp theo xin mời quý vị cùng theo dõi những nội dung chính sẽ có trong chương trình ngày 23 tháng 1. Từ năm 2016, các trường đại học, cao đẳng phải báo cáo tình hình việc làm của sinh viên sau khi ra trường. Theo công bố gần đây, có nhiều trường tỷ lệ này luôn rất cao, từ 90, thậm chí 100%. Nếu đem so sánh với tỷ lệ thất nghiệp hiện nay, thì dư luận lại đặt câu hỏi về tính xác thực của những con số này. Nếu như trường nào mà công bố không chính xác thì trường đó cũng là tự hạ thấp uy tín của mình và mất lòng tin với xã hội. Cần có cơ chế nào để giám sát tính chính xác trong công bố của các trường? Liệu có thể kỳ vọng quy định này sẽ giảm thiểu được tình trạng thất nghiệp của các cử nhân hiện nay? Đón xem S Tiêu Điểm phát sóng 17h55 ngày 23 tháng 1.